Rồi, thân chào toàn thể quý vị các bạn, tôi là Hạ đến từ máy trứng mít. Thì ngoài cái phiên bản 50 trứng và 100 trứng ha, thì chúng ta có bản 150 trứng ở trước mặt chúng ta đây. Thì giới thiệu sơ lược về các cái chức năng cũng như giá cả, chính sách bảo hành và các cái tính năng hoạt động của máy nha. Thì máy này tổng sức chứa của nó nếu mà đối với gà và các cái trứng như là chim, cúm núm này kia thì nó được là 168 trứng ha, trứng bồ câu. 168 trứng là tối đa. Mỗi một cần của nó là 56 trứng, mà chúng ta ở đây có 3 tầng, mà chúng ta có hai cái phiên bản, cái thùng nó khác nhau. Thì bên trái chúng ta là cái vách nó bằng MDF chống ẩm ha. Cái này là vật liệu ván công nghiệp mà chống ẩm nha, loại ván xanh nha. Thì cái loại này nó có thể chịu được nhiệt mà chịu được ẩm ha. Thì với ví dụ như mưa nó tạt tạt chút đỉnh thì không sao hết, không sợ mục mọt, không có sợ bị nở nha. Còn bên trái chúng ta bằng nhôm composite thì cái chất liệu này thì nó bóng hơn, nó chịu được nước, chịu được nhiệt, nhưng mà nó sẽ mỏng hơn cái bên phải chúng ta một chút. Thì với cái bên phải chúng ta thì không có xử lý cách nhiệt, tại vì cái ván nó đã bản chất nó đã 2 phân, nó dày, nó cách nhiệt đủ đủ rồi. Còn bên trái chúng ta thì cũng phải xử lý cách nhiệt, có tấm cách nhiệt cắt tường bên trong ha. Thì máy này với mức giá là 3.200.000, bảo hành 2 năm, vận chuyển miễn phí. Thì với cái phiên bản mà không có cái hộp nước bên trên, không có hệ thống ngắt nước, không có hệ thống mà truyền nước tự động thì giá của nó là 2.900.000. Thì với các phiên bản nhỏ hơn như là 56 trứng, 56 trứng thì giá của nó là 2 triệu và 2 triệu 3, và 100 trứng hoặc gốc trong cùng quý vị nha. 100 trứng gốc trong cùng này nó cũng có một phiên bản bằng MDF chống ẩm và một bản bằng nhôm và composite, thì giá của nó là 2 triệu rưỡi và 2 triệu 8 nha. Còn 200 thì 3 triệu 6, 300 thì 4 triệu 2, 500 thì 5 triệu rưỡi ha. Bản giá để bên dưới màn hình quý vị cùng xem ha. Thì máy trứng mít có hai số điện thoại Zalo là 0903 090330 và 0888 622879. Quý vị có thể inbox để mình hỏi thêm thông tin thêm nha. Thì với cái bản này, máy này chúng ta chuyên ấp gà Mỹ, các cái giống gà nhập và gà đắt tiền. Bản này bản cao cấp, thành ra nó sử dụng cái đầu dò của hãng Cenelon là của Thụy Sĩ sản xuất, một số cái linh kiện là nhập Nhật luôn với nhau quý vị. Và cái motor đảo này, là kết cấu motor đảo này là của cái máy 300 trứng mình chuyển xuống ha. Thành ra cái nó dư cái lực kéo chúng ta sử dụng nó sẽ bền hơn. Và điện trở nhiệt nó sử dụng cái thanh điện trở mây so thanh sưởi, nhưng nó không có sử dụng cái bóng đèn nha. Còn đèn sáng bên trong là bằng LED ha, bằng đèn LED nha quý vị. Thì mình có đăng ký kênh YouTube và like video cũng như là comment bên dưới, thì chúng ta sẽ được tặng theo một cái tấm thảm lót sàn bên dưới để cho gà nó nở xuống nha. Rồi một cái đèn pin soi trứng. Rồi thì ở mép trứng mít không có làm cái đèn mà dính trên máy, tại vì nó sẽ bất tiện và chúng ta sẽ soi lâu hơn, mất thời giờ hơn. Và cái đèn này chúng ta soi rất là nhanh, cực kỳ nhanh, chúng ta để thẳng lên quả trứng vậy luôn, chứ chúng ta không có cần phải đem cái trứng từng trứng ra rồi định ảnh lên đây ha, để nó mất thời gian lắm. Thì chúng ta xịt thẳng vào quả trứng luôn thì nó sẽ cái máy này thì dùng cái bản lề nó tự hết nha, mình đóng vô tới nó từ từ nó khép luôn. Bên cạnh đó chúng ta cũng có chốt gài luôn. Rồi một đèn soi trứng, một thảm lót, hộp nước đồ đầy đủ cho quý vị ha. Rồi một cây nhiệt kế điện, một cây nhiệt kế cơ. Còn cây nhiệt kế điện tử là dành cho những cái máy từ 300 trứng trở lên thì chúng ta được tặng thêm một chiếc kế điện tử. Còn quý vị mua máy nhỏ thì chưa có cái này, cái này thì chúng ta mua thêm 90.000. Còn cái này là bóng ấm, hoặc là lấy điện sôi hoặc là lấy điện ấm mà chúng ta mua thêm là 45.000, bóng lớn là 60.000 nha quý vị. Bóng này có 100W thôi, xài tiết kiệm điện ha. Bên cạnh đó chúng ta có thể lắp đặt camera quan sát bên trong, quan sát từ bên ngoài vào để quan sát nhiệt độ, thông số ấp và cái như gà nở nha. Thì bên cạnh đó chúng ta có thể lắp thêm một cái bộ ozone để cho nó lọc không khí bên trong ha. Máy thì bản chất nó khử trùng thì nó có đèn UV tia cực tím nha. Đèn UV là ultra virus, ultra virus thì để nó diệt khuẩn, nhưng mà nó sẽ không có triệt để, nó khoảng tầm hỗ trợ cho mình khoảng 5 đến 60%. Còn nếu có bộ ozone thì nó lên đến 90 95% vi khuẩn bên trong nó sẽ bị tiêu diệt và những cái mùi hôi nó sẽ không còn ha. Thì với cái bản này thì nó có 3 tầng đảo nghiêng, với cái bản cũ thì đảo lăn, thì quý vị nào muốn thích đảo lăn đảo nghiêng gì có đủ cho mình hết. Nhưng mà với cái bản đảo nghiêng thì chúng ta dùng nó khỏe hơn. Cái vấn đề thứ nhất là khi mà vào trứng thì nó dễ, mình vào nó nhanh hơn. Và khi mà gà nở chúng ta không có thời gian để chăm sóc, chúng ta không có thời gian để đưa cái trứng xuống dưới, thì có thể là nó nở trên khay, nó rớt xuống tấm thảm là bình thường nha. Thì máy càng ngày càng hiện đại thì chúng ta sử dụng nó càng khỏe. Hộp nước bên trên là 5 lít, chúng ta có thể sử dụng được khoảng từ 1 tuần đến 10 ngày. Rồi nở thì gà chúng ta chỉ cần về cắm điện nguồn 220 vô cái ổ điện của mình, là cho nước bên trên và mở van, nước sẽ tự truyền xuống, tự hút, tự phun sương ha. Thì máy chúng ta có 6 chức năng chính, là đầu tiên là nhiệt độ inverter, nó sử dụng cái thanh nhiệt của thằng Mitsubishi sản xuất, tự động cân bằng độ ẩm, phun nước tự động ha, nước hút tự động. Rồi bên cạnh đó thì nó có thêm là khử trùng, bên cạnh đó thì nó có một chức năng hút xả nhiệt khi nào mà nóng, nắng nóng á,
thì nó sẽ có cái quạt hỗ trợ bên hông này để hút gió nóng ngoài vào và nó làm mát cái không khí bên trong lại nha. Thì bên máy bên này thì nó sẽ nằm đây. Thì với cái bảng này chúng ta có thể gửi đi bất kỳ địa phương nào bằng cái phương tiện bưu phẩm hoặc gửi xe chành hoặc gửi xe khách đều được nha. Còn với bảng này thì chúng ta chỉ gửi xe được thôi chứ không gửi cho shipper được. Thì thành nó dễ bị cấn hơn là với cái bảng bên đây. Bảng bên đây thì nó khó bị cấn hơn do vỏ nó rất là dày, nó tiết kiệm điện, nhưng mà bắt buộc chúng ta phải để nhà gạch như vậy có la phong mát mẻ thì chúng ta để nó sử dụng rất là ít hao điện. Một tháng như vậy nó khoảng 50.000 tiền điện thôi, không có nhiều quý vị. Thì công suất của máy từ 56 100 và 168 thì 112 và 168 thì nó chênh nhau cũng không nhiều, nó chênh nhau là khoảng 20W thôi. Thành ra nếu chúng ta lấy cái máy càng lớn thì chúng ta chi phí chúng ta bỏ ra nó lại càng rẻ như quý vị nha. Rồi máy 56 nó đã 2 triệu 3 rồi, nhưng mà máy này có 3 triệu 2 thì chúng ta thêm với 900 ngàn thôi, tại nếu sử dụng chung cái mạch điều khiển ha. Thì cái bản mới này nó cải tiến và nó có nhiều cái chức năng rất là hay. Thứ nhất là về hút xạ nhiệt thì cái nguyên bản cũ là nó không có, nhưng mà cái bản mới thì chúng ta có đầy đủ cho mình như những cái máy công nghiệp, máy cả lớn nha. Đồng thời quạt nó sử dụng là những cái quạt 12V. Thì thành ra thứ nhất là nó sẽ giảm tối thiểu khả năng rò điện nha, tại vì nó sử dụng điện bình quý vị. Tuy là mình cắm điện nguồn 220 vào nhưng mà một số thiết bị nó sẽ sử dụng là điện bình. Thì nó sẽ làm cho rất là an toàn về điện. Nó biến thế nó làm lại thành điện bình ha. Rồi cái thứ ba nữa là cái bộ phận phun ẩm của nó là rất là bền, nó dùng cái tia để chiếu vô nước rồi làm cho nước nó bốc hơi lên. Thì với cái tia đó chúng ta sử dụng 5 10 năm là bình thường. Còn với bản cũ thì khoảng 2 năm mà chúng ta phải thay cái bộ phun sương một lần ha. Còn với cái bản này thì chúng ta không cần thay, chúng ta dùng vĩnh viễn, hầu như là không có cái gì để sửa chữa hết. Thì chúng ta sử dụng thời gian dài thì sau này ví dụ nó có trục trặc thì bên máy trứng mít có hỗ trợ là gửi linh kiện về tận nhà cho mình thay vào nha. Còn bảo hành thì 2 năm chúng ta sẽ được thay thế linh kiện và sửa chữa miễn phí hoàn toàn. Thì máy trứng mít có bao quý vị, nếu mà ấp đối với gà đá, gà tre, gà Mỹ Lai, gà Mỹ Rạch thì tỷ lệ nở nó khoảng từ 85 90% trở lên, có thể lên đến 95% tùy theo mẻ và tùy theo cái chất lượng của con máy nha. Nếu con máy mình dinh dưỡng đầy đủ, cầu trống tơ đạp thì nó sẽ ra 95% là bình thường ha. Và trứng nào không trống thì mình không tính, còn nếu mà trứng có trống là hầu như nó nở gần hết quý vị nha. Một số trứng yếu thì mình loại suy nó ra. Thì với hai cái phiên bản này chúng ta quay về chúng ta cắm điện nguồn và cấp nước cho nó là tự nó ấp cho trứng nở luôn, chúng ta không cần làm gì cả. Thì quý vị có thể là mình bố trí thêm những cái vách ngăn ở dưới để chúng ta ngăn giống ra, hoặc cũng thể đặt thêm lò nở. Thì nó trứng mới có gia công lò nở từ 100 trứng trở lên ha. Mà lò nở 100, 200, 300, 400 thì giá nó có thấp hơn cái máy ấp. Ở trên cái mặt điều khiển này chúng ta có các thông số chính là nhiệt độ đây. Rồi bên này là humidity, là độ ẩm nè, dưới này là thời gian đảo. Thì máy trứng nó sẽ cài đặt sẵn cho mình, nếu như mình ấp gà hoặc ấp chim hoặc là ấp một số trứng như chim công này kia thì sẽ cài đặt sẵn cho mình về để nguyên liệu sử dụng thôi. Còn với trứng vịt, trứng ngan thì chúng ta phải cài đặt lại, nhưng mà máy này thì nó chuyên ra Mỹ là nhiều nha. Thì chức năng của nó là khóa trẻ em, quý vị khi nào nó chạy khoảng 5 phút là nó khóa lại, chúng ta sẽ ấn những cái nút này nó không có còn ăn nữa, nó sẽ khóa lại, nó lock lại luôn. Thì con nít nó bọc cũng được ha, hoặc người lạ người ta không có đụng vô máy mình được. Thì nước nó sẽ truyền theo cái đường ống như vậy. Thì chúng ta đặc biệt là máy ấp thì chúng ta sẽ giữ gìn cho vệ sinh bên trong sạch sẽ để nó không nhiễm khuẩn nha. Thì cái nguồn nước mà ok nhất mà để chúng ta sử dụng là nước uống nha. Nước càng sạch càng tốt thì nó sẽ bị đỡ bị tắc nghẽn cái đường ống này. Còn nếu chúng ta sử dụng nước giếng lâu ngày nó sẽ bị động cặn, động phèn, rồi khi chúng ta vệ sinh súc rửa nó cực nha. Thì chúng ta có thể rút cái ống này ra bằng cách là nhấn cái mép này vào rồi khóa van này lại. Thì cái hộp nước này chúng ta sẽ mang đi đổ nước vào đây, thì cái sức chứa nó 5 lít nha. Quý vị nào mình muốn nâng cấp lên 10 lít giống như vậy thì mình bù thêm 100. Rồi bên cạnh đó chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng chi tiết đầy đủ, video hướng dẫn chi tiết đầy đủ. Là những cái linh kiện này kia chúng ta đã có sẵn hết, về chúng ta chỉ có tốn bao nhiêu chi phí đó thôi, là chúng ta không có tốn gì thêm. 2 triệu 9 dành cho cái phiên bản không có hút nước và 3 triệu 2 dành cho cái phiên bản có hút nước tự động nha. Bảo hành 2 năm quý vị. Số Zalo của máy trứng mít là 0903 0903 30 và một số nữa là 0888 622 879. Thì máy trứng mít làm việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối nha, từ thứ hai đến thứ bảy nha. Chủ nhật nhiều khi có công việc này kia thì cho anh em công nhân thợ anh em đang nghỉ ha, thì ra chủ nhật liên lạc cũng được. Mà nhiều lúc không có bắt máy thì chút xíu bên đơn vị bán hàng sẽ gọi lại cho mình ha. Quý vị nào có thể trao đổi qua Zalo để mình biết thông tin thêm. Chúng ta biết là trên thị trường hiện nay nó có rất là nhiều cái loại máy ốc và chúng ta có rất nhiều sự phân vân và lựa chọn, nhưng mà chúng ta lựa những cái máy nào cái khung vỏ nó chắc chắn, quý vị chức năng nó đầy đủ, chúng ta sử dụng nó sẽ khỏe và nó nhàn hơn cho mình, thay vì mình phải đảo tay phải châm nước bên dưới này kia, gà con nó sẽ lọt xuống nó dễ chết quý vị. Mà giá nó cũng khoảng 1 triệu mấy á. Ví dụ như lỡ mai chiều mà chúng ta sử dụng nó có hư, nó về mình ấp một hai mẻ mà nó không nở á, tính ra thiệt hại nó lớn lắm quý vị. Tại vì cái trứng gà Mỹ là 200-300 nghìn một trứng, có cả triệu một trứng cũng có nữa.
thì nếu chúng ta ấp nở ra con thì cái giá trị ví dụ như một con trống mà nó thành trưởng thành chúng ta có thể bán 20-30 triệu, 1.000 mấy đô, hoặc là có thể 500-700 đô. Thì chúng ta mua cái máy đầu tư sao cho nó chất lượng một chút, thì đừng có ham rẻ rồi mình tiền mất tật mang, rồi nó phí phạm cái nguồn trứng của mình rất là khó khăn để chúng ta kiếm được. Thì cái trứng gà nó đẻ chúng ta quý như vàng, nhưng mà về chúng ta mua cái máy có mấy trăm ngàn thùng xốp chế, hoặc là thùng xốp xài đấu lăn 1 triệu mấy người kia, thì về lỡ xài nó hư hết một mẻ trứng là chúng ta có thể thoát thoát mấy chục triệu vậy, mà chúng ta phải bỏ 1 triệu mấy đó chúng ta mua thêm một cái máy nữa, thì tính ra là chúng ta số bỏ số tiền là 2 máy, thì tính ra như vậy là chúng ta về xài rất là sang. Còn ví dụ máy mà 5-7 triệu 10 triệu thì chúng ta thấy nó chi phí nó khá cao, nó không hợp lý vậy. Còn máy trứng mít chỉ bán ra 3,2 triệu, cái máy 168 thôi, máy 200 thì 3,6 triệu vậy. Máy 200 thì nó có 2 tầng, mỗi tầng 100, còn này là khay 56 trứng ha, khay 100 chúng ta cắt lại phân nửa. Thì máy này chúng ta xài đơn giản lắm, về chúng ta chỉ có ấn cái nút này để mở khóa ha, nó có cái nút ổ khóa đây nè, ấn mở khóa xong ta ấn nút tên 2 lần ha, để cho nó dàn khay nó chạy. Thì chúng ta thấy dàn khay này nó đảo nghiêng 45 độ, bên dưới chúng ta vẫn còn khoảng trống để nó nở khoảng tầm 50 gà ha. Rồi chúng ta ấn thêm lần nữa để cho nó tắt, hoặc bấm ok cũng được nha, để cho nó ngang rồi chúng ta dễ lấy khay ra, dễ lấy khay ra. Rồi sau khi chúng ta lấy khay ra đây, chúng ta mang khay ra, rồi trứng thì đồ nhỏ chúng ta những cái đồ lớn cho lên trên. Rồi chúng ta sẽ nhét cù lại, ở dưới nó có hai cái thanh giá đỡ đây nha, nhét lại cái dàn khay thì lúc nào nó có một cái độ rơ nhẹ, vì tại vì nó những cái cơ cấu đảo nó phải trượt á, thành ra nếu mà làm bót quá là nó sẽ bị rít, nó chạy không được cái việc, thành ra mình phải làm cho nó có một cái độ rơ nhẹ đó. Rồi nó chạy khi nào đủ góc nghiêng 45 độ là nó sẽ tự dừng nha. Quý vị xem cái góc nghiêng nó rất là đầy yêu cầu nha, đúng 45 độ luôn nha. Thì những cái thanh bên trong chịu lực này, thanh thép hết quý vị nha, nó chỉ dùng lâu lắm, nó không có mòn, không có hao mòn gì đâu. Nó chỉ chúng ta thời gian sau chúng ta có thể thay quạt với thanh sấy với xương lại thôi, chứ còn những cái đó thì chúng ta không cần thay. Rồi cái đèn á, thì cũng là đèn bình luôn nha, đèn led LED điện bình nha, điện 12V nha. Thì muốn tắt mở chúng ta sẽ ấn vô cái nút bóng đèn đây, nó có cái ký hiệu hình bóng đèn đây nha. Đó, chúng ta ấn vô một lần là tắt, ấn một lần là mở nha. Thì tùy ví dụ như mình muốn quan sát gà nó nở, hoặc là mình muốn quan sát trứng, thì cái đèn đó là nó không có liên quan tới cái quy trình ấp. Cái quy trình ấp mình cài nhiệt độ là nó sử dụng cái thanh sưởi, chứ nó không có sử dụng bóng đèn. Cái đèn sáng đó là để chúng ta quan sát coi như đèn phòng vậy ha. Thì chúng ta muốn tắt thì ấn cộng cái, muốn mở thì ấn cộng cái rất là chủ động như vậy nha. Còn bên cạnh nó vẫn còn một cái đèn UV nữa, thì nó sẽ auto tự động hoạt động, và khi chúng ta mở cửa ra nó cũng sẽ tự hoạt động luôn, nhưng mà nó nằm ở trên cái máng nước thì nó không ảnh hưởng gì tới mình nha, nằm trên máng nước nó sâu xuống, thành ra cái đèn đó nó sẽ không có ảnh hưởng tới da tay, hay là nó không có làm cho mình bị phỏng nha. Ở trong này rất là an toàn, ở bên trên nó có những cái thiết bị được bắt vô một cái tấm nhựa EVS, ở trên nó có một cái tấm nhựa ha, chúng ta bắt toàn bộ thiết bị lên đó, nên nó khi mà nó nếu như có rò điện thì nó rò lên tấm nhựa, nó không liên quan tới cái khung hết nha. Còn bên này thì nó chất liệu nó như gỗ vậy rồi, thành ra chúng ta không có sợ nó bị rò gì hết ha. Bên trên này thì chúng ta nếu mùa mưa thì để cái nắp bự, nắp cỡ lớn nhất nha, nếu mùa đông thì chúng ta sẽ khép nhỏ lại bớt nha, mùa đông chúng ta sẽ xây khép nhỏ lại, chừa cái lỗ nhỏ thôi để chúng ta xây tròn được ha, chừa cái lỗ bé tí vậy thôi. Nếu mùa đông ở bên trên này nó cũng có một nắp mở vậy, còn bên này thì nó có nguyên cái cửa mở luôn, thì chúng ta mở lên để chúng ta thay thế linh kiện này kia rất là dễ nha. Với cái phiên bản mà không có sử dụng bình nước thì chúng ta sẽ mở cửa này lên mà có một khay nước bên trong, chúng ta châm nước bên trong đó nha. Thì với cái ổ điện chúng ta cắm điện nguồn bình thường, điện gia dụng bình thường đó ha. Thì nếu mà máy ấp thì cái tải nó cũng không lớn, nó khoảng tầm 1 ampere, khi mà đề ba lên nó khoảng 1 ampere là khoảng gần 200W việc. Nếu mà đề ba tổng công suất máy này không tới, tổng công suất máy này nó chỉ khoảng 160W thôi, chưa được 1 ampere đâu, 10 ampere mới là 1 ký, còn này nó chưa được 1 ampere nữa, nó không phải không phải không phải 0,8 rồi nha, nó khoảng đó thôi, rất là ít hao điện. Khi mà nó đủ công suất thì nó sẽ hạ xuống còn khoảng tầm 70-80W thì tầm ra sử dụng, nếu mà chạy xuyên suốt là nó ít hao điện lắm. Thì chúng ta tùy dung tích, ví dụ có ít thì chúng ta mua những cái mẫu nhỏ hơn, lửng lửng là 156, 112 và 168, 200, 300. Thì quý vị nào mình có thắc mắc về kỹ thuật chăn nuôi, thắc mắc về những cái linh kiện thiết bị, thắc mắc về những cái cơ cấu hoạt động của máy trứng mít, thì quý vị vui lòng inbox qua Zalo ha, sẽ có chuyên viên để tư vấn hỗ trợ cho mình. Máy này là mẫu mới nhất 2024 nha quý vị nha. Thì nếu ai yêu mến máy trứng mít thì xin một cái follow và một cái bấm vô nút like, thì có hình ngón cái đưa lên á. Rồi hẹn quý vị các bạn trong cái video hướng dẫn sử dụng hai máy này ha. Cái này là mình chỉ hướng dẫn để mình quay sơ lược về máy thôi, còn về những cái cách sử dụng, những cái chi tiết ví dụ cần vệ sinh bảo dưỡng cái nào
là mình khi trước khi sử dụng mình cắm điện ra sau này kia, thì cái video sau mình sẽ làm cho quý vị riêng cho từng máy máy, ví dụ mỗi mỗi một cái máy vậy sẽ có một cái video riêng để chúng ta sẽ xem theo chúng ta làm nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha.